nói cho các bạn hôm nay là mình đi vô đình thường cùng với cái anh chị của lớp mẹ mình. Và ngày hôm nay cái anh chị của lớp mẹ mình đi cắm trại trong này và chơi những trò chơi ở trong đình thường nha các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ kêu mấy anh chị đi lên để chiến ông Hùng Vương nha các bạn. Thành ra chúng ta sẽ sinh hoạt, sẽ vui chơi, sẽ chơi các trò chơi tập thể, cộng đồng. Và những trò chơi này sẽ được cấm điểm. Muốn nhắc nhở như thế này, nhưng không được gây dơ giấy. Em phải giữ gìn vệ sinh này kia nọ. Tại vì cái khu vực này là khu vực linh thiêng, nơi thờ tự của vua Hùng. Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cho nó đàng hoàng. Chơi xong là chúng ta cũng phải dọn dẹp này kia nọ, cái khu vực chạy của chúng ta phải làm sao cho nó sạch sẽ, không được xả rác bừa bãi nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến lên được không? Cũng đi cho này. Xin chào đón tất cả các em học sinh cũng như cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Huỳnh Nga đến thăm thắp hương đền thờ của tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp. Và sau đây thì xin mời tất cả các em cũng như cô giáo ta sẽ nghe sơ lược về đền thờ của tổ Hùng Vương. Đền thờ của tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp được tọa lạc tại ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Năm 1956, nơi đây là nhà kho do chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm dựng lên để cung cấp hàng viện trợ cho dân định cư. Đến năm 1957, sau khi chấm dứt việc cấp hàng viện trợ, nhà kho không còn sử dụng, chính quyền dự định tháo dỡ. Nhân dân trong ấp có ý kiến xin làm chùa và cũng có ý kiến xin làm nhà thờ và cũng có ý kiến xin để làm đền thờ của tổ Hùng Vương và ý kiến xin làm đền thờ của tổ thì được chính quyền lâm thời chấp nhận. Đền thờ của tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp có từ đó và ban đầu thì sử dụng nhà kho với diện tích là 80 m², vách ván lập con được sắp xếp lại nơi thờ cúng để làm đền thờ. Nhân dân lập ban đại diện trông coi thờ cúng và hàng năm tổ chức lễ dỗ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Từ năm 1957 đến năm 1989, ngôi đền đã qua nhiều lần trùng tu và sửa chữa. Việc tổ chức dịp dỗ tổ hàng năm chủ yếu là do ban tế tự đền thực hiện theo nghi thức dân gian nên số lượng người tham gia tham dự rất là còn ít và chủ yếu là một số bà con trong ấp chưa có sự lan tỏa ở những cái địa phương khác. Từ năm 2000, việc tổ chức lễ dỗ cho ban tế tự đền tổ chức theo hướng dẫn của ngành văn hóa nông nghiệp và sự tham dự của chính quyền từ huyện đến xã và nhân dân các xã lân cận. Lễ dỗ chỉ được tổ chức một ngày, số lượng người tham dự hàng năm còn khá ít, từ 300 đến 1.000 người mỗi. Từ năm 2001 đến nay, việc tổ chức lễ dỗ cơ quan tổ chức lễ thực hiện và hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gồm hoạt động lễ và hoạt hội có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các ngành của tỉnh, các huyện, thị thành của tỉnh, các tỉnh, huyện lân cận và đông đảo cán bộ nhân dân trong bộ mặt kiện trên hơn 10.000 người và số lượng người đến với lễ dỗ càng tăng. Ngày 24 tháng 6 năm 2015, huyện đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đền Hùng và chỉ trong 10 tháng công trình đã cơ bản hoàn thành và tổ chức lễ khánh thành vào ngày 16 tháng 4 năm 2016 nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch kịp thời phục vụ lễ dỗ Hùng Vương năm 2016. Từ năm 2016 đến năm 2017, được sự hỗ trợ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đền đã hoàn thành thêm một số hạng mục để hoàn thiện như nhà chờ phía bên tay trái của chúng ta trong nhìn ra là cấp phía bên kia đối diện với đền thờ cũ là nhà chờ. Rồi lát đá xanh lên đền, trồng cây. Tuy nhiên hiện nay thì đền còn thiếu một số hạng mục như phòng trưng bày giới thiệu về các thời kỳ văn hóa Hùng Vương,
phòng giữ phim tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của đền Hùng Vương Tân Hiệp, mở rộng không gian tổ chức lễ hội. Thì vừa qua huyện Tân Hiệp đã đề nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng quy mô lễ dỗ tổ lên thành lễ hội cấp tỉnh, và đề án đang được hoàn chỉnh lấy ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nếu được thực hiện thì việc tổ chức lễ hội đền Hùng nơi đây sẽ quy mô hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu văn hóa tâm linh, nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa vui chơi giải trí của nhân dân trong cộng đồng huyện. Kính cáo hoàng thiên hậu hổ, chư vị tôn thần, anh linh các vua hùng, các quan lạc tướng lạc hậu, các thánh thần phụng thờ theo tiên tổ. Hôm nay cô giáo Lê Thị Bình Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp thứ một cùng học sinh lớp thứ một xin thành tâm dâng lễ, thành kính tri ân công đức các vua hùng đã có công giữ nước, nhà nước Bắc An, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đặt nền móng cuộc đời cho con hẳn cháu lạc. Trước tình hình các vua hùng, chúng con xin nguyện và xin học tập tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù ở đâu, tâm lòng chúng con cũng luôn hướng về mọi người lãnh tổ. Cầu xin anh linh Đức Quốc Tổ luôn phù hộ cho chúng con năm mới dồi dào sức khỏe, học tập công tác ngày càng tiến bộ, lao động sản xuất hiệu quả, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và sự tốt lành. Xin Đức Quốc Tổ ban ân triệu độ. Chúng con thành tâm dâng lễ kính xin Đức Quốc Tổ và chư vị tử vật kính cẩn. Đây là quà tặng của tỉnh thờ cho chúng ta các khóa các em, và tập này có hàng triệu người chúng ta có gặp lại thì sẽ có được cái điều số đền bù là tập này và tập này của tỉnh thần đương của đền. Các anh chị, các mẹ mình sẽ đi dựng lều trại nha các bạn. Bây giờ các anh chị đang dựng, đang dựng lều và mới dựng lều nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị dựng lều nha. Ba mình đang căng lều nha các bạn, đang là dựng lều cho mấy anh chị. Thank you.
xong rồi nó hạ đổi làm mình ngủ hả? Đây là cái lều, đây chính là cái lều trại của nhà mình nha các bạn. Rồi vị trí đá của chúng ta là ở đây nha. Đề nghị tổ trưởng mời tổ trưởng tổ 2. Tổ 1 trước đi, tổ 1. Không, tổ trưởng tổ 2 đâu, đi lại đó đặng nhặt cái bóng giùm thảy lại đây. Bạn có mỗi bạn sẽ được 8 đá, mỗi bạn đá một trái nha. Xin mời người thứ tư. Thank you.
Đi luôn, đúng rồi, đi lắm. Ừ, qua sao không phải lấy con. Chạy đi.
Rồi, đợi 1, 9 phút 9 giây nha mọi người. Đội số 1, 9 phút 9 giây. 36. Rồi, khẩu số 2. Bên đó là 4 bạn đúng không? Bên này chỉ có 3 bạn đã. Ủa, số 2 có 7 hả? 8 bạn mà. Ờ, 4 bạn đó. Còn bạn này rồi, ok, bắt đầu. Tính giờ. Tính giờ. Ra đây ngồi đây đi. Ra đây ngồi tập trung đây coi người ta. Rồi, bước xuống. Rồi, bạn số 2, lẻ lên. Đây, gần gần rồi thôi, đây là mà xa như vậy. Giờ người ta làm đó là mình phải coi kỹ thuật của người ta. Rồi, sao mình chém mình kìa? Sao mà bắt cái lông, cái này, cái vô bước lên rồi. Cắt kéo qua, chứ không phải chứ không phải.
Đội sẽ là đi nấu ăn nha các bạn. Chúng ta sẽ nấu đến 11:20. Một cái đề chỉ nhau bảo giống mình cho đây mấy cái đời. Có ai?
Rồi, gớt luôn. Trong lúc đang chấm điểm mà để bị gớt. Dạ, bây giờ các anh chị chuẩn bị chơi nhảy vào như thế này. Rồi chưa? Nào, chuẩn bị, bắt đầu. Hai tay thẳng xuống, hai tay thẳng xuống. Hai tay thẳng xuống. Ê, rớt cầm chạy lên đâu, để lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi bạn nam thì phải phải cùng cái chân xuống phía sau đứng sẵn người vậy rồi kêu tay nhóm lên ống. Đội số 1 đã đi được lượt đầu tiên. Đi lại, nhanh lên làm nhẹ nhàng, chừng nào làm được thì thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chậm chậm thôi bạn nam á, xúc vô chứ đừng có nhẹ. Nè, bạn nam á, xúc vô. Nữ đừng có sớt quên cho bạn nam mà bạn nam á xúc chi rất là hay. Đội số 1 rất là hay. Đội số hai đã đúng không? Bây giờ mời đội số 3 và đội số 4. Rồi chưa, chuẩn bị bắt đầu. Từ từ thôi, xem qua từ từ thôi, nhẹ nhàng tình cảm bạn ơi. Ơi giỏi quá đó. Đội số 1 chỉ là ở đội số 3 và đội số 4 này kỹ năng rất cao nha. Hồi hộp quá. Đội này kỹ năng rất cao siêu. Chỉ cần có một bạn rớt thôi là coi như thua. Đội số 3 đã thắng rồi. Chúc mừng cho đội số 3. Bây giờ đội số 4 và đội số 2 chúng ta nhanh lên nhanh đủ rồi. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị 1, 2, 3 đi. Đây là dòng chấm hạng 3 và hạng 4. Rồi hai đội này rồi chết mất của bạn đó toàn là gớt. Đi lại từ đầu lẻ lên liền, nhanh lên để thôi người ta đi mất tiêu rồi. Từ từ chết qua chứ đừng có đổ qua. Nhanh thôi. Rồi đó mấy bạn này ghê quá. Rồi
về nước xong chạy đâu nữa vậy, thua rồi tổ nước hạng ba, tổ ba tổ hai hạng bốn. Bây giờ xin mời tổ 1 và tổ 3 chúng ta vào vị trí. Chuẩn bị, bắt đầu. Cẩn thận, cẩn thận, nhẹ nhàng tình cảm với tôi. Đi càng dài càng tốt. Tôi đưa tay lên chụp vô bốn cái là mình cho về nước liền. Ừ. Ê, ê, cái tay nha. Không có đứng chụp vô nghe, chụp vô thật thua nha. Chết rồi, chụp chạy lại từ đầu, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, nếu không tôi không kịp, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tổ 1 về nhì, tổ 3 nhất, tổ 1 nhì, tổ 4 giải 3, dạ tổ 3 giải 4. Và sau đây thì sẽ là công bố kết quả của các tổ. Thì như chúng ta đã biết, sau khi cộng điểm thì các tổ có số thứ tự như sau. Tổ 4 giải nhất với 56 điểm. Tổ 3 giải nhì với 54 điểm. Xin chia buồn cùng với tổ 2 48 điểm giải bé. Và chúc mừng cho tổ 1 đạt giải 3. Xin mời cô chủ nhiệm Lê Thị Huỳnh Nga lên phát giải thưởng cho tất cả các em ở các tổ của chúng ta. Một chào có tay thật nồng nhiệt cho buổi cắm trại của chúng ta với một sự thành công hết sức là mỹ mãn ngoài sự mong đợi. Và ngay sau đây thì mời cô Nga đứng vô ngay giữa đó, là chúng ta sẽ chụp một tấm hình lưu niệm. Chụp một tấm hình lưu niệm nè. 2 3. Các bạn ơi, như vậy thì gửi cắm